Hello, xin chào mọi người. Mình biết các bạn bây giờ rất là lo lắng về Shiba Inu, tại vì nó lên rồi nó lại xuống lại nha. Thì như hôm qua mình cũng có nói rồi với mọi người là nó lại sẽ xuống lại nữa vì những người khác người ta sẽ bán đi khi mà giá nó bắt đầu nó lên trên cái số 4. Những cái thuộc cái nhóm thứ ba như cái video trước mình đã chia sẻ với mấy bạn. Trước khi mình vào vấn đề thì mình cũng nên nhắc với mấy bạn là mình chỉ là cái người chia sẻ thông tin với mấy bạn chứ mình không phải là Finance Advisor, cái người hướng dẫn đầu tư, nên mấy bạn đừng có hỏi mình là khi nào nên mua và khi nào nên bán nha mọi người nha. Rất nhiều bạn vẫn hỏi về cái vấn đề đó. Còn một việc nữa là những cái coin mà mấy bạn kêu mình tìm hiểu cho mấy bạn á thì mình chỉ có trong cái phạm vi mình chia sẻ những thông tin về những cái coin mà mình đã chia sẻ với mấy bạn và mình vẫn đang theo dõi nó. Mình không có đủ thời gian để tìm hiểu những cái coin cho các bạn nha. Khi nào mà có thời gian mà mình có đi vào cái khung mà cái coin mấy bạn tìm hiểu thì mình sẽ chia sẻ thêm nha. Chứ một mình không thể nào mình đáp ứng được cả mấy ngàn người muốn tìm hiểu về những cái coin mấy bạn đang tìm nha. Giờ thì mọi người cũng biết là cái Shiba Inu nó vẫn rớt giá, nó ở cái hàng dưới 30 trong hiện tại, trong khi mình làm cái video này. Và chẳng những Shiba Inu mà tất cả cái thị trường bây giờ nó đỏ lè như cái tuần trước nha mọi người nha. Mình biết mấy bạn đang rất là lo lắng. Bây giờ mình vào vấn đề. Ok, trước nhất là mấy bạn muốn hỏi mình á là Shiba Inu nó như thế nào, có mua được hay không, thì mình đã nói là mình không có trả lời mấy bạn được là khi nào nên mua và khi nào nên bán ra nha. Rồi mấy bạn, nhiều bạn hỏi mình anh ơi khi nào nó lên đến 1 sen, thì bây giờ mình nói thẳng nói rõ với mấy bạn, sau đó mình sẽ giải thích cho mấy bạn hiểu nha. Shiba Inu mà bây giờ muốn lên hiện tại cái giá hiện tại bây giờ của cái market cap và cái circulating của Shiba Inu, thì nếu như Shiba Inu mà muốn lên đến 1 xu thì nó phải gấp gần đến hơn 4 lần rưỡi cái market cap của Bitcoin nha. Một cái điều đó là rất khó xảy ra, và mình sẽ nói cho mấy bạn biết được là lý do tại sao có thể xảy ra được nha. Cái khi mà nó lên đến 1 sen, nói chung là rất là khó nha, nhưng mà không có việc gì mình nói không thể hết. Tại vì mấy bạn cũng biết năm cách nay vài năm thôi, 4 năm trước năm 2017 mấy bạn có thể về đó xem tổng tổng số lượng market cap và total supplies của market cap của cryptocurrency nó bao nhiêu năm 2017, thì mấy bạn sẽ hiểu được cái ý mình nói là như thế nào. Không thể nào mà mình nói không không thể nào xảy ra với cái thị trường của cryptocurrency, cái tiền điện tử. Ok, thì bây giờ nói về cái Shiba Inu thì có nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi là bên Ấn Độ bây giờ nó không có cho, nó cấm đến cái ngày mấy rồi, tự do như thế nào, rồi Trung Quốc. Thì nói chung mấy bạn, những thông tin mấy bạn xem thì nó chính xác, nó không có sai. Còn có bạn hỏi mình về cái game của Shiba Inu thì mình cũng nói nó kêu bằng WV. Thì cái người đó tên là William Vogt nha, cái người đó là sáng lập ra cái AAA game á. Thì cái người đó muốn develop cái game của Shiba Inu để cho nó đốt bớt cái coin Shiba Inu. Cái cách mà để Shiba Inu nó lên giá 1 sen với hiện tại, và cái market cap nó không có dao động nhiều, thì cái số lượng Shiba Inu hiện tại bây giờ phải cắt bỏ hết 2/3, cái gì 1/3, thì nói chung là một số lượng cũng rất là cao. Và nó lên nó xuống như thế nào thì mọi người biết là cái Shiba Swap là một cái khoản rất là tốt để đốt Shiba trong dài hạn. Có thể mấy bạn không biết, nhưng mà trong thời gian cái giá của Shiba Inu nó tụt xuống như thế này thì bởi vì có rất là nhiều cái nhóm người thứ ba. Cái nhóm người thứ ba là cái người đã là những cái nhóm đó đã làm cho cái thị trường Shiba dao động, nó rớt giá và nó lên giá, và cái market cap của Shiba Inu nó lên cao cũng là vì cái nhóm thứ ba. Thì tất nhiên là họ lay động thì cái thị trường của Shiba Inu nó rớt giá từ từ nha. Và mấy bạn, trong cái xấu cái không có may thì nó cũng có cái rủi, cũng có cái may của nó. Là ví dụ như là bây giờ Shiba Inu á,
nó rớt giá như vậy vì những cái việc cái người trong nhóm thứ ba bán Shiba Inu ra, thì khi mà họ bán ra và sử dụng Shiba Swap đi, thì mấy bạn đã biết rất là nhiều coins đã được đốt đi. Mình không thể nào mình tìm hiểu được tại vì nó vẫn nằm trong circulating của cái coin supply, ok? Nhưng mà thực tế thì những cái việc mà mua bán trao đổi hiện tại bây giờ nó lên xuống thất thường như thế này giúp ích cho Shiba rất là nhiều để xóa bỏ đi bớt những cái coin của Shiba Inu để giúp cho cái đồng tiền Shiba Inu nó có giá trị hơn. Và không biết mấy bạn có biết không chứ Shiba Inu thì nó đã có rất là nhiều công ty, rất là nhiều cái form là muốn sử dụng Shiba Inu để làm cái đồng tiền thanh toán. Cái này là một thực tế chứ không phải là một cái tin đồn nha mọi người nha. Thì nếu như Shiba Inu mà thực tế trên thị trường không có giá trị và nó không có cái lối nhìn khách quan về tương lai, thì tại sao những công ty có thể sử dụng Shiba Inu để làm một cái đồng tiền để giao dịch nha. Mỗi lần như vậy thì Shiba Inu sẽ lại đốt thêm cái coin để cho cái thị trường nó tốt hơn, của Shiba Inu nó tốt hơn. Ok, còn nói về cái Shiba Inu developer, cái người mà sáng lập là tạo ra Shiba Inu, đã dùng rất là nhiều cách để lấy cái tiềm năng của Shiba Inu. Nói chung thì ai cũng biết cái đồng tiền Shiba Inu nó có giá trị hơn cái đồng tiền Dogecoin, mặc dù cái so với cái phần trăm của cái đồng tiền giá trị thực tế của một Shiba Inu và một cái Dogecoin nó rất là xa với nhau, nhưng mà thực tế Shiba Inu nó vươn dài và rất là rộng hơn là Dogecoin rất là nhiều. Hiện tại cái số người sở hữu Shiba Inu rất là cao. Mình thì mình không có lo lắng nha mọi người. Theo cái biểu đồ á, và cái những cái thông tin và cái cách mình tìm hiểu á, thì Shiba Inu bây giờ á là đang bị những cái người trong nhóm thứ ba bán ra rất là nhiều, bởi vì họ lo lắng là họ sẽ lỗ thêm. Thì cái số lượng đó sẽ làm cho Shiba Inu cứ rớt giá, rồi những người khác lại mua vào. Số lượng người càng ngày càng nhiều, cái người sở hữu Shiba Inu thì sẽ cho cái Shiba Inu một cái giá trị tuyệt đối của nó. Cái điều này thì chắc ai cũng mọi người chắc ai cũng biết rồi. Thì theo mình á thì cái game mà mấy có một bạn nhắn tin nói với mình á, thì thực tế ra nếu cái việc này xảy ra rất là tốt cho Shiba Inu, nó sẽ giúp Shiba Inu burn cái coin nhanh hơn. Và hiện tại bây giờ mà nếu như cái việc này nó cứ xảy ra thì Shiba Inu trong một thời gian không có lâu sẽ đốt bỏ được rất là nhiều cái coin trong cái circulating để cho cái giá trị của Shiba Inu nó tăng lên. Rồi như có bạn cứ nhiều bạn lắm cứ hỏi anh ơi khi nào lên một xu, khi nào lên một xu, thì mình cũng nói với bạn biết là rất là khó để lên một xu. Nhưng mà mình có chia sẻ với mấy bạn rất là nhiều lần rồi là khi Shiba Inu nó có thể nó lên một xu với những điều kiện nó sẽ xảy ra với Shiba Inu. Ai biết được trong một thời gian nào đó thị trường Ấn Độ khi mà cái mã thuế nó xác định nó xác nhận và thành lập cho cái coin đồng tiền cryptocurrencies, thì Ấn Độ sẽ tiếp nhận Shiba Inu. Cái đó là một cái bước ngoặt đi rất là lớn. Mọi người cũng thấy bây giờ tất cả cái coin đều xuống hết nha, rất ít cái coin nào có màu xanh, cái màu đèn xanh để được chạy đi á. Thì bây giờ tất cả những cái nào nó cũng đỏ hết trơn á, thì mình nói với mọi người là cũng nên an tâm. Cái này không phải là mình khuyên mấy bạn nha, mình không phải là finance advisor, mình chỉ chia sẻ thông tin với mấy bạn. Theo mình thì mình không có bất cái gì mà phải lo lắng hết, bởi vì cái thị trường kinh doanh về kinh tế lúc nào cũng có lên có xuống để những cái đồng tiền nó có thể hóa ra thành lãi và có thể chi trả tất cả những các loại phí để cho những cái đồng tiền nó lưu hành ở trên cái thị trường vẫn hoạt động. Thì cái giá lên xuống là một trong những cái mà thay đổi cái thị trường, cái đồng tiền nó giá trị như thế nào.
mọi người cứ nói là nó lên một xu thì nó gồm mấy mấy trăm ngàn tỷ gì á, thì cái đó thì mấy bạn chắc tính luôn cái full circulation của cái coin là hơn gần 50% nó đã đốt bỏ rồi, thì cái đó thì mấy bạn không có hiểu, mấy bạn đó thì không có hiểu về cái cryptocurrency. Nhưng mà hiện tại mà Shiba muốn lên một xu với cái giá hiện tại bây giờ thì có thể là phải cần 4.600 tỷ nha mọi người nha. Nó phải gấp 4 lần cái Bitcoin market cap. Cái đó một cái điều rất là khó xảy ra, tại vì cái Bitcoin là một cái coin đứng đầu đàn anh của trong những cái cryptocurrency, cái đồng tiền cryptocurrency. Thì nếu nhưng mà thật ra mình không thể nào mà nói không thể được, tại ngày xưa không có ai nghĩ cái Bitcoin nó có thể nó có giá trị đến 1.000, hiện tại bây giờ là 1.000, hơn 1.100 tỷ nha mọi người nha. Mọi người cứ nghĩ cái đồng tiền của Bitcoin ngày xưa nó có một xu thôi nha, đâu có ai mà nghĩ nó chỉ mọi người cũng nghĩ nó giỏi lắm rồi chắc cũng 5-6 tỷ thôi, chứ đâu có nói đến vụ ngàn tỷ. Mọi người nghĩ mình nói đúng không? Nên cái việc đó mọi người không thể nào mà có một cái chiều hướng như là mất niềm tin được, bởi vì không có cái gì mà nó không thể hết trơn á. Những cái mà người ta đã nói không thể thì nó đã xảy ra rồi nha. Như mọi người nói crypto coin đi, như bữa mình nói đó, crypto coin làm sao nó lên được đồng, không có đâu, cái đồng tiền này của sàn không giờ lên được nha. Cái Ethereum có ai nghĩ là nó lên đến cái giá hơn 5.000 đô không? Không có thể nào xảy ra. Mọi người đều nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện không thể nào xảy ra, thực tế là không thể nào xảy ra. Nhưng mà mình nói cho mấy bạn biết á, thì trong cái thị trường của cryptocurrency không có ai có thể mã hóa và làm chủ được cái giá của nó. Chỉ có chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta là những người làm cho cái đồng tiền cryptocurrency nó có giá trị. Và cái đồng tiền nó đốt nhanh hay là không thì cũng tùy vào cái market nó lên nó xuống như thế nào. Cái đó nó sẽ thay đổi cái đồng tiền Shiba Inu về cái giá trị riêng của nó. Thì bây giờ mình nói cho mấy bạn nghe là nếu như Shiba Inu á, cái giá hiện tại bây giờ mình vẫn giữ cái ý của mình là trong bây giờ thì nó cứ lên tí xíu là những cái người trong nhóm thứ ba lại bán ra, thì cái ngày mai là cái ngày mà mình nghĩ là nó sẽ lên, cái Shiba Inu nó sẽ lên đến số 8 hoặc số 9 nè mọi người nha. Nhưng mà nếu nó cứ lên là những cái người khác lại thải ra, những cái trong nhóm số 3 lại thải ra, người ta bóc lỗ, chốt lỗ, sợ mất giá thêm, người ta sẽ bán ra, thì nó lại kéo cái giá trị của Shiba Inu xuống. Nhưng mà bây giờ á, những cái việc nó đang xảy ra bây giờ thực tế thì rất là tốt cho Shiba Inu, rất là tốt cho Shiba Inu. Thì nếu như cái sóng này nó hết rồi đó, thì cái biểu đồ bạn thấy nó sẽ bắt đầu nó chạy thẳng không lâu đâu, bắt đầu nó lên xong nó lại xuống nữa, nó lên khoảng chừng số 7 rồi nó sẽ xuống lại số 5, và lúc đó nó sẽ trở lên, có thể nó đánh mất một số 0 ngay sau đó, hoặc ít lắm hoặc là số 8 hoặc số 9. Cái này nó sẽ xảy ra. Mình có thể là thêm một thời gian nữa, bởi vì cái thị trường bây giờ tất cả Shiba Inu nó muốn lên đi nữa cũng khó, bởi vì cái thị trường bây giờ á là tất cả những cái coin chính nó cũng đều rớt giá nha mọi người nha. Bây giờ mọi người đang phập phồng nè, nhưng mà sau khi cái quý 1 của đầu năm sau, theo mình nghĩ thì cái thị trường của chứng khoán sẽ bắt đầu lung lay, là một trong những cái lúc mà những người đầu tư chứng khoán họ không có thích trong cuộc đời của họ nha. Thường thường đó là mỗi 10 năm nha, 8 đến 12 năm thì nó sẽ bị một lần cái thị trường của cổ phiếu nó sẽ rớt rất là mạnh nha. Nó đẩy đều, giống như nó đẩy đều hòa lại cái giá cả thị trường và cái ngành kinh tế, nó tác động rất là cao đến cái thị trường của cổ phiếu, chứng khoán. Thì bây giờ á, theo mình nghĩ á, như mình á, mình vẫn mua thêm Shiba Inu, mình không có lo. Nhưng mà khi mà mình nói là cái đợt sóng thứ hai nó lên, mà nó lên đến 98 á, thì cái này mình chỉ chia sẻ thông tin chứ mình không có kêu mấy bạn làm theo nha. Như mình nếu lên cái đó mình sẽ thải ra thêm bớt một nửa, vì sau khi nó lên đó rồi nó lại tụt nữa, có thể nó tụt lại số 4 nữa nha mọi người nha.
Sau khi nó lên lần cái sóng thứ hai á, cái sóng thứ nhất lên khoảng 6 mấy 7, 71 trở xuống vậy đó. Rồi xong là cái nó sẽ rớt xuống số 6, rồi có thể số 5, rồi nó đứng đứng một thời gian, không không có lâu đâu, rồi nó sẽ lên nữa. Nó lên, có thể nó lên mất một con số 0 hay là số 8 hoặc số 9. Rồi xong á, nó sẽ tuột xuống. Nó sẽ tuột xuống lại số 5 hoặc số 6 và có thể tuột xuống số 4 lại. Và cái đó nó xảy ra thì mình không biết. Nếu những cái việc mình nói với mấy bạn á, cái chu kỳ đó mà nó xảy ra đó, thì sau khi nó rớt xuống số 4 hoặc số 5, nó lại sẽ lên lại. Nó lại sẽ lên lại trong một cái thời gian khoảng chừng 2 đến 3 tuần. Trong khi đó, những cái lần mà C3 nó rớt thấp á, nhiều cái người đầu tư người ta sẽ lớn, người ta sẽ bắt đầu người ta tận dụng cái lúc đó. Và cái người developer, cái lúc đó là cái lúc tốt để bắt đầu đốt cái C3 new coin. Còn mấy bạn nói về một xu á, nếu cái việc nó xảy ra trong một cái thời gian khoảng chừng 2 năm, là đến khoảng 2023, giữa năm 23, những cái việc mà mình đã nói với bạn nó xảy ra, Shiba Inu nó có thể nó lên đến một xu nếu như người ta có thể đốt đến 1/3 cái circulation hiện tại bây giờ nha. Cái việc đó nó rất có thể xảy ra, thì cái lúc đó thì cái market cap nó không có cần phải gấp 4 lần cái market cap của Bitcoin. Ok, thì nếu như cái việc nó xảy ra thì mình lại hold lâu dài, nó có sẽ có tiến triển. Như mình thì mình không có lo nha, mình vẫn để đó. Đến lúc mà nó lên số 8, số 9, mình biết chắc chắn là mình sẽ thải ra. Mình sẽ thải ra một nửa nha. Rồi nó xuống lại thì mình lại sẽ mua lại nha. Nhưng mà theo mình nghĩ á, thì các bạn đầu tư thì các bạn phải nên hiểu biết, tìm hiểu cái cách đầu tư của mình như thế nào cho chính đáng. Mấy bạn đừng có hỏi mình là anh ơi khi nào mua vô được, khi nào mua vô không. Mình nói với bạn rất là nhiều lần rồi là mình không phải là cái người hướng dẫn đầu tư, chuyên gia đầu tư nha, nên mình không có thể nào quyết định về cái tiền của các bạn có thể nào bán được hay là không, lúc nào mua, lúc nào bán. Còn có những bạn nói về cái Dogecoin á, thì như mình nói á, cái Dogecoin, cái launch của ông Elon Musk là bắn một cái vệ tinh lên lên trên quỹ đạo á, mang cái tên của cái coin, cái Dogecoin. Thì mình nói cái việc nó xảy ra thì giá Dogecoin nó sẽ lên. Theo cái dự đoán của mình thì Dogecoin cuối năm nay nó sẽ lên đến 80 xu trong cái khoảng đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì cái giá thị trường mọi người thấy rồi, tất cả các loại coin nó đều rớt xuống. Tất cả nó đều rớt xuống rất là thê thảm. Đỏ hết trơn luôn mọi người. Cái việc này xảy ra rất thường xuyên trên cái thị trường của cryptocurrency. Mấy bạn có nhớ Bitcoin ngày lúc trước không? Khoảng chừng 4 năm trước á, nó lên đến gần 20.000, 19.000 mấy. Excuse me. Rồi xong á, là bắt đầu nó rớt xuống 2.000 mấy luôn mọi người nha. Rớt 90%. Nha. Rồi xong rồi mấy bạn thấy không, nó nằm nó rất là lâu, nó nằm nó 3 đến 4 năm, rồi khi nó thức giấc nó trở lại, nó lại lên trên gấp đôi cái điểm cao nhất ngày xưa, và rồi gấp 3 cái điểm cao nhất của ngày xưa, và rồi gấp 3.5 cái điểm cao nhất ngày xưa chỉ trong vòng 1 năm thôi. Thì mấy bạn cứ nghĩ là cái việc gì không thể xảy ra. Nếu nó lên đến gấp đôi như vậy thì mấy bạn cứ nói đi, như bây giờ đó, ví dụ như Shiba Inu. Shiba Inu bây giờ được rất là nhiều những cái công ty muốn sử dụng Shiba Inu để thành một cái loại cái đồng tiền thanh toán, cái mã thanh toán trên mạng. Thì mấy bạn cứ nghĩ đi, nếu như Shiba Inu cứ nói như Bitcoin nó lên gấp 3.5 cái đỉnh điểm cao nhất của nó hiện tại hồi tháng rồi á, tháng này á là 88 năm. Cứ nói 90 cho gọn đi nha. 90 cho gọn. Mà nó lên gấp đôi. Cái số đó là đã thành số 8, bỏ số 0 và cái số đó thành số 8 nha. Rồi nó lên gấp 2.5, thêm cái 2.5 nữa, nó sẽ mất đi thêm một số 0 nữa, và nó sẽ ở trên số 0 thứ 2, số 6. Thì mọi người cứ nghĩ đi, giống như nói chung cũng khó mà có thể hiểu được là cái giá trị của nó sẽ như thế nào. Nếu như chúng ta
nói là mình tin tưởng Shiba mà có nhiều bạn rất là sợ là mất tiền nha. Mấy bạn chưa bán thì nó chưa có lỗ nha. Đầu tư thì mấy bạn phải biết kiên nhẫn, tại vì không thể nào mà bỏ tiền vô là lấy lời được ngay, ngoại trừ những cái meme coin như cái float kỳ bữa mình nói với bạn á, nó lên đến gấp 9 lần 8 lần mấy đó nha, rồi xong giờ nó tụt xuống chỉ còn gấp 3 thôi nha, nó mất hết 6 lần rồi. Thì những cái đồng đó mấy bạn đầu tư xong mấy bạn có thể lấy ra nha, như mình á, nó lên cái lời mà lấy vốn ra mình để cái lợi nhuận của nó lại đó, nó đẻ thì nó đẻ, còn không thì mình lấy vốn là mình bỏ vô cái khác nha mọi người nha. Nói chung á thì mình mua á, như mấy bạn thì không biết, nhưng mà mình có nhiều cái mình nêu ra cho mấy các bạn thì lại cực cho mình, mấy bạn lại hỏi mình như thế nào nha, thì mình cũng nói mấy bạn tự tìm hiểu thêm nha, thông tin thêm. Mấy bạn không thể nào hỏi một mình thôi, một mình chỉ có một mình mà hỏi trả lời hết mấy bạn không thể nào được nha. Bây giờ á thì mình nói cho mấy bạn biết là mình mua cái coin nào á, thường thường mình mua hai ba cái sàn khác nhau, hai ba ví nha. Ví dụ như Trust Wallet đi, mình bỏ vô hai ba ví trong đó nha, mỗi cái mình bỏ chút 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 vậy đó mình mua, chứ mình không có mua cùng như một ví. Khi nào mình cần chuyển đi á, mình chuyển từng ví một, nó cũng nhưng mà tiện lợi hơn cho mình. Mấy bạn này hỏi mình nha, tự tìm hiểu, mấy bạn đã biết cách mua biết rồi, mình đã chỉ hết rồi. Những cái mấy bạn mua mà vô PancakeSwap nó không có, mấy bạn đi vào cái CoinMarketCap, mấy bạn copy cái địa chỉ rồi dán vào PancakeSwap, mình chỉ hết rồi mà mấy bạn vẫn hỏi mình là mua như thế nào. Bây giờ không có trong PancakeSwap, mình không phải là một cái cuốn từ điển của riêng của các bạn để các bạn không biết, các bạn cứ đè ra mình hỏi, mình không có thể nào có đủ thời gian để trả lời hết những cái mà mình đã chia sẻ thông tin cho các bạn nha. Thì mấy bạn nên tự tìm hiểu một tí về cái vấn đề đó. Cái quan trọng là mình cái thông tin mình chia sẻ cho các bạn là cái các bạn đang cần, chứ không phải là mình là cái người làm công cho các bạn, là chỉ các bạn chỉ cần sẵn tiện hỏi mình trả lời cho các bạn cho nó tiện. Vậy thì nói chung là không có công bằng lắm, tại cái này chỉ có một mình thôi nha, còn hàng ngàn bạn hỏi mình là mình không thể nào mình đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi người nha. Còn nói về cái Shiba Inu lại á, thì nếu như mình là bạn, mình sẽ vẫn giữ Shiba, mình không có lo sợ chút nào hết nha. Mình biết có mấy bạn vô Shiba nó trễ rất là cao, bây giờ mấy bạn chốt lỗ thì nó đang ở đỉnh đáy, mấy bạn sẽ lỗ gần một nửa số tiền mấy bạn đầu tư nha, còn mấy bạn để đó thì nó vẫn còn ở đó, nhưng mà tùy mấy bạn thôi nha. Cái này mình chỉ nói thôi, nếu như mình là các bạn chứ không phải là mình xúi các bạn làm gì nha. Thì mình cũng mong là trong một vài ngày đến sau khi cái những cái việc này nó qua đi rồi, cái nhóm thứ ba đã bán ra và mua lại như thế nào rồi á, thì mình mong là cái thị trường nó sẽ ổn định lại để cái giá của Shiba nó bắt đầu nó đi theo cái chiều hướng nó cần đi. Những cái mà mình nêu ra từ những cái video cũ đến bây giờ, mọi người chắc cũng thấy cũng biết rất là rõ rồi. Cái con đường của Shiba đi còn tiến nhiều lắm nha, nên mình cũng mong là mọi người thành công, tại vì mình cũng có Shiba Inu mà, mọi người thành công thì mình cũng thành công. Thôi, đến đây thì video đã 20 mấy phút rồi, mình ngừng ở đây nha. Rồi sau tối nay mình có rảnh á, mình sẽ lên livestream rồi nói chuyện với bạn thêm nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ bên Việt Nam, và mấy bạn ở bên Mỹ thì có một buổi tối tốt đẹp. Còn nữa, mấy bạn nào á, mình có một cái này về cái việc bốc thăm trúng thưởng á, mình quên nói với mấy bạn nữa. Có một bạn nêu một cái ý rất là hay, mình sẽ cho một cái số trong Shiba Inu vào một cái khoảng thời gian, vào cái giờ khi mà cái điểm cuối cùng á, là mình xem cái thông tin á, thì cái người nào á mà cho mình cái comment mà cái số nó gần nhất với cái số giá tiền của Shiba Inu nó lên, thì cái người đó sẽ trúng. Cái người năm người gần nhất sẽ trúng cái 5 triệu đó, cái đó cho công bằng nha. Cái này là cho mấy bạn bên Việt Nam thôi nha, còn mấy bạn bên Mỹ thì mình sẽ bốc thăm cho máy hút bụi nha. Thì cái máy hút bụi thì mình phải chờ đến 12.000 subscribers mình mới làm nha mọi người nha. Ok, thôi bây giờ mình sẽ tắt video đây, có gì lên live thì mình sẽ nói thêm cho mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.